Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì kênh YouTube Cu Bằng TV sẽ lên chia sẻ với các bác một vài điều mà được cộng đồng mạng hoặc các anh em thợ gọi là rất được quan tâm trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các anh em thợ đăng tải các video chế bi bằng nhiều cách. Đó, có những anh mà chế bi bằng nắp vỏ chai C2. Đây, chế bi nắp vỏ chai C2 nhé. Có những bác thì chế bi bằng ống nhựa. Có những bác chế bi bằng keo hai thành phần, keo nến, móc quần áo, rồi là ốc vít. Theo các bác là cách nào là hiệu quả nhất? Thưa với các bác nhé, nếu bác nào mà chế bi bằng vỏ chai C2 thì khi mà quạt chạy nóng lên, quạt thường thường là các bác chạy, nói chung là thời tiết như thế này nắng nóng thì các bác sử dụng liên tục, nói thẳng ra là vài tiếng đồng hồ, và có những nhà là sử dụng luôn chắc phải bình thường có 24 tiếng thì các bác sử dụng khoảng đến 20 tiếng hay 2 tiếng luôn rồi. Đấy, nếu mà các bác dùng bằng cái nắp vỏ nhựa này thì khi mà quạt chạy nóng lên này, chắc chắn một điều là nhựa sẽ chảy. Nhựa sẽ chảy. Rất là không hiệu quả. Các bác chỉ sử dụng được khi các bác làm video hoặc là chỉ sử dụng được khoảng một thời gian rất là ngắn. Nếu mà các bác sử dụng bằng keo nến hoặc là keo hai thành phần cũng thế, nhiệt độ nóng lên, tất nhiên là như keo nến sử dụng này, ta bật lửa vào, nhiệt độ nóng lên, keo nến tan chảy, ok đúng không ạ? Các bác chỉ làm được trong lúc mà làm video thôi, còn sau video không thể áp dụng vào thực tiễn, chắc chắn một điều là như vậy. Nếu các bác sử dụng chế bi bằng cách là dùng với con ốc vít này, thường thường có bác em thấy là sử dụng là 4 con ốc vít để giữ bi này. Có bác em thấy sử dụng là có bác làm video là dùng 4 con ốc vít này, 4 cạnh để giữ bi. Nhưng mà như vậy thì chạy chắc chắn là không đồng tâm. Đó, hôm nay thì em lên xin phép chia sẻ một cách chế bi đã và đang được áp dụng rất là rộng rãi trên thị trường từ Bắc vào Nam. Đó là dùng một sơ mi này. Dùng sơ mi. Đây là sơ mi cho bi 608. Các bác có thể đóng sơ mi cho bi 608 và đóng vào hai mặt bích quạt trước sau và lắp vào chụp, thế là ok. Thực sự thì các bác thợ thì chắc chắn là làm một cách rất là dễ dàng và nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với các bác dân đam mê chế cháo hoặc là thích nghịch sửa chữa cũng có thể làm rất là đơn giản theo cách này. Và cách này em nói thực sự là được áp dụng rộng rãi và thực tiễn hiện nay. Thường thường là cách chế bi, nói chung là làm video chế bi thì rất nhiều các bác làm, nhưng mà làm vì đam mê. Nhưng chúng ta cần ra một phương pháp làm hiệu quả nhất và áp dụng một thực tiễn, áp dụng được dài lâu. Chứ nếu mà làm vì đam mê thì làm. Em đã sử dụng xong, em đã đóng xong hai cái mặt bích trước sau. Đó, theo em nghĩ, và nói chung là cũng được gọi là sử dụng trên thị trường rất là nhiều hiện nay rồi, thì đây là cách chế bi hiệu quả nhất và chắc chắn là được áp dụng rộng rãi nhất trên thị trường. Đây, các bác chỉ cần sử dụng một cái sơ mi này, sử dụng một cặp sơ mi với bi 608, đóng vào mặt bích trước sau, các bác lắp vào chụp, thế là ok. Có những bác, chẳng hạn như anh em thợ, thì có thể là tận dụng cái mặt bích cũ mà của khách mang đến, của quạt cũ đấy ạ. Các bác chỉ cần đóng bi với sơ mi như thế này vào là ok nhá. Hiện tại trên thị trường là rất nhiều cái video chế bi, hoặc là chỉ thực sự là chỉ thỏa mãn cái đam mê chế cháo của các anh em thợ thôi. Nhưng mà các bác nên lựa chọn ra cái video, những cái cách mà hiệu quả nhất, áp dụng rộng, có thể áp dụng rộng rãi nhất trên thị trường để các bác chế bi, để các bác về còn sửa chữa. Thường thường là áp dụng rộng rãi thì chúng ta còn sửa chữa được nhiều cho dân nhá. Đó, cái sơ mi này được tiện trên máy CNC,
Nên là độ chính xác rất là cao. 10 cái như 10. Thực sự luôn, 10 cái như 10. Các bác sử dụng vào bi 608. Đây này, nhà em lắp là lắp bi RBI nhé. Các bác nhìn rõ này. Đây, em để ánh sáng tối quá khó, rất là khó nhìn. Đây. Bi RBI này. Đấy. Dùng rất là ok. Nếu mà nói có những bác bảo tốt thì nói chung là nó chỉ thuộc loại tầm trung. Tốt hẳn thì nên sử dụng cái bi Nachi hoặc là bi Nhật, bi Hàn. Bên em thì bán rất là nhiều, gọi là sử dụng rất là nhiều cái sơ mi này, cung cấp đầy đủ phụ kiện chế bi bằng sơ mi như thế này, giá rất là rẻ thôi. Sơ mi này với cả bi 608 này, hiệu RBI hoặc là các mặt bích trước sau, em có thể bán cả bộ, nguyên một bộ như thế này cũng rất là rẻ luôn. Hoặc có thể bán nguyên cặp thế này, hoặc có thể bán tách rời từng bộ phận, từng chi tiết, từng phụ kiện một. Các bác nào mà có nhu cầu có thể liên hệ qua số điện thoại là 0982 826 628. Phụ kiện nhà em luôn sẵn số lượng rất là lớn, bởi vì thực sự là em bán đến hàng vạn cái rồi, vài vạn luôn rồi. Đấy, đấy là áp dụng trên thực tiễn rất là nhiều luôn. Các bác thấy em bán là nhiều như thế thì mới biết là áp dụng thực tiễn như nào nhá. Chứ nếu mà không áp dụng được trên thực tiễn, trên thực tế thì chắc chắn là em sẽ không bán là nhiều như thế. Đấy, bên em có thể bán là cả mặt bích rời, mặt bích không này. Có thể bán sơ mi không, bi không, hoặc có cả bán cho bộ phụ kiện. Các bác cần cái sản phẩm gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em là 0982 826 628. Các bác nhắn tin Zalo hoặc gọi trực tiếp đều ok nhá. Rất là nhiều bi, bích quạt và sơ mi nhá. Bên em bán số lượng lớn nhá. Các anh chị đại lý hoặc là sĩ thì cũng có thể liên hệ qua số điện thoại bên em nhá. Số lượng rất là nhiều luôn. Sơ mi này. Sơ mi nhà em là được tiện trên máy CNC, độ chính xác cực chuẩn. Và thực sự là em bán rất là nhiều rồi. Thực tiễn rất là lớn luôn. Bán thực tế rất là lớn luôn. Đấy, các bác nào có nhu cầu sử dụng, có nhu cầu mua về để chế cho dân thì cứ liên hệ qua Zalo bên em nhé. Vâng, nếu mà em làm video có vấn đề sai hoặc như thế nào thì cũng xin các bác góp ý. Vâng, em xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, luôn theo dõi và luôn ủng hộ kênh Cu Bầm TV. Em rất cảm ơn các bác. Em chào các bác ạ.